nè, ngay trước nhà mình chạy nguyên cái tổ ong nằm đây này, nó vô vô là ông qua nó quất một phát là má nhìn ra luôn á, thấy ghê không? Con mẹ cửa gửi đánh, nó gửi đánh mình. Thôi chơi, cái cửa bên tay trái mình nó có cái tổ ong lớn này, cẩn thận nha. Ừ, ngoài cửa ai cha có cái đồ xịt không? Mẹ nó chuột cả đánh mình, tới khi nó vớt mình nha. Xịt bớt, hy vọng là sẽ giết hết. Thì cha vô với nhỏ nó chuột đánh cho cha luôn. Tổ ong với người con vừa vẻ vậy. Nhà này nuôi gà nhiều lắm. Sáng sớm mới nào cái gà nó gáy y như Việt Nam vậy, thấy chưa? Nói với anh Lâm nè, anh Lâm, anh Tâm có xem video thấy biết không, nhà con thằng giặc này đang ngăn cửa nhà em nè, nó nuôi gà nồi nhiều lắm. Kìa con ông giống con ông này, ông người dép không? Không phải ông Bằng. Ồ, ok, ông Bằng hả? Ừ. Cầm chia đi, tao làm cho. Ủa, Việt Nam nó kêu ông Bằng hả? Ừ. Mấy anh gượt nó liền vô cái ổ nó không gớt cái ổ nó trúng nó đầu cái nó bay cái nó gượt thôi. Lên nên SMA cái roof, hy vọng là cái này cho cái cốt cho thằng kia nó, cho nó cho 12.000 mấy cái ra đầu cái ngày sau ngồi lại ngược cái lại nó cho lộn cái cốt của nhà khác, cái nó đẩy cái giá lên là 17.000, thằng trước đó thì mới có 15.000 mấy, mới đầu nó cho mình 12.000 mấy cái nó ngày sau nó gọi lại nó cho 17.000, đúng là bố láo. Văn tỏ không? Anh nói con lấy đôi dép của cha con luyện vô nó gượt, nó gượt đánh con. Khi mấy nó nhỏ vô không biết là giờ gờ mấy cái mông á, gần quá nó gượt đánh. Giang xuống đất chưa hả? Nguyên tổ nè, cha xịt nước nó rơi xuống đất nó nằm mì la lì cái chân. Cái này xịt vô nó chết không? Chết, nhưng mà anh Long như không mình lại gần mình xịt này thì nó bắn mình không giết mình. Mình chơi cái nước trước cho nó chờ mình để này vô là đi đá thôi chết sạch đó, quéo rồi đó. Con này mà nó quất mình vô con ngứa là nhức lắm á. Ừ. Ồ, để cuối tuần đi mua hôm đi bò mua cái đầu và gắn cái này vô nó vụt cái nữa à. Sói. Cuối tuần mua cái đồ bắn sói bắn vô. Nó giục nữa. Yeah, I saw them. Hornet. I almost get sting on the other side, man. Yeah? Big one like this big. This is gonna hurt. I know, that one's gonna be painful. Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay Steven qua xem mấy căn nhà cái tụi bữa đây đó. Steven đang hiện tại làm lại cái mái nhà bảo hiểm thì cũng search được nhiều mấy cái code. Họ cho cái giá cũng tương đối hợp lý nè, mình sửa cái mái nhà luôn, tại vì bảo hiểm của mình mà nếu không sửa mái nhà bảo hiểm không bán đâu. Hey. Trước khi
gắn cái xin vừa mới họ phải lấy cái cũ ra rồi họ phải đóng cái mấy cái protection ở dưới á, cái miếng những cái miếng ở dưới đó underlayment rồi họ phải đóng ra miếng xin đồ lên. Trước khi quyết định làm cái mái nhà thì Steven cũng có dọa giá rồi, có người cho 17.000, có cho 15.000, rồi 16.000 cũng có, rồi cái anh này anh cho 14.160 đồng, mà anh lấy hết permit cho mình, anh làm tất cả cho mình sạch sẽ luôn, mình chỉ trả 14.160 đồng cho cái mái nhà thôi. Phần đông cái mấy giá mấy người kia toàn ngoài 15, 16, 17 ngàn, không 18 ngàn cũng có đúng không? Thì Steven có dõi giá với mấy người bạn cũng có làm ở nhà rồi á, thì cái giá này cũng tương đối hợp lý nên quyết định mình làm. Mà nếu mình không làm á thì bảo hiểm nó không chịu cover. Thường thường cái mái nhà của mình, cái shingle thì nó cover cũng khoảng chừng 15 năm. Cái lifetime của cái shingle thì cũng trung bình khoảng 25 tới 30 năm không, mà tại vì cái bảo hiểm á nó chỉ cover tới 15 năm thôi, dù cho cái mái nhà của các bạn nó durable cỡ nào cũng vậy, 15 năm, phần đông là đa số là 15 năm. Và cái mái nhà của mình còn 2 năm warranty nữa mà tụi bảo hiểm nó không chịu bán. Thì nó nói là cái high risk nên nó không bán, nó sợ mình claim. Bảo hiểm mà, thì các bạn cũng biết rồi, bảo hiểm nó cũng điếm tới mẹ luôn, nó sợ mình mua bảo hiểm của nó cái mình 2 năm cái là mình claim cái mái nhà. Đầu cái tốn tiền của nó không? Thì cái bảo hiểm cũ hồi xưa, cái tụi Citizens có một hãng bảo hiểm nó chỉ có bán là Citizens, mà có một cái là khi mình close năm rồi á thì nó chịu bán. Năm nay cái đầu cái nó đưa cái giá từ 1.040 đồng lên tới 2.050 đồng, 2.060 đồng vậy. Đầu cái nó lên gần gấp đôi phải không? Steven quyết định thôi, thay kệ mẹ thay những lần thay cho rồi, đi không? Không thay thì nó trước sau mình cũng thay thôi. Mình thay cái đầu mình đổi bảo hiểm khác có thể nó rẻ hơn. Bữa nay em lại nó làm, hy vọng nó làm tới đấy chịu. Cái anh manager nói có thể không xong tại cái nhà của mình nó trên nó tương đối nhiều lớn không, mất nhiều thời gian nó lấy cái chim đồ cũ ra mà không xong thì nó có cái đồ nó khô và lại cho mình, lỡ mình có mưa xuống nó cũng không qua bị dột. Sáng sớm bố dạo đi vòng phải em cắt cỏ rồi. Má phía sau nó làm sao này nè, nó lấy cái củ ra. Có thể tại cái mái nhà mình nó hơi bự, nó lấy hồi sáng giờ chưa xong á. Nó nói có thể maybe nó không có đền, ngày mai nó trả lại. Rồi chỗ nào mà nó không xong thì nó cover lại cho mình xong thôi. Mà trước khi nó đánh nó cũng có một miếng đóng cái miếng kia rồi, cái miếng giống như mũ lần mà nhạc mái nhà bên kia vậy. Đóng cái mũ đó trời mưa xuống nó đâu xuống nữa, một cái nó phải đầy cho mình. Ủa, làm bên kia tới 12 thằng, bên đây có 6 thằng làm. Thank you.
Hey, amigo. Amigo. Go. Đứng ở dưới thấy thì không sao, lên lên đây thấy hoài thấy nhón cái chân không? Dưới kia thì không sợ, lên đây thấy cái chân mình nó hơi run run. ¿Cómo está, señor? Bien, aquí andamos. Làm cái roof này á, khi mà dỡ cái roof cũ ra thì nó mất thời gian thôi, chứ khi bắn cái này á, nó cũng nhanh lắm. Nhưng cái là chỗ nào mà hư hỏng làm mới con tí rồi mà mất một khúc. Cái gì kia chớp đừng có ăn, lên đây nóng lắm không. Mình đứng ở dưới á, thì khoảng chừng 80-90 độ thôi, mà lên đây cái nóng của nó lên gần cái 100 độ á. Tại cái góc nhà của mình nó màu đen á, rồi đầu cái nắng nó bị hóc vô á. Rồi mình đứng trên này á, một thứ nhất là cái chân của mình nó bị nhón. Nhón rồi nhón đít. Nhón mòn. Nè đây. Qua xin nhớ. My father cannot see me. Saludos para Ramón. Thấy vậy đứng như này nhón đít á. Khiên hết á. Hai chồng bên đây là có ông già cũng dễ thương lắm. Lâu lâu ra cắt cỏ gặp nói chuyện với ổng. Cái mái nhà của mình có chỗ đó nó bị cái miếng dán nó bị lâu ngày nó bị nước á, giờ họ phải thay cái miếng dán lại chỗ đó. Còn đa số mà chỗ khác thì nó cũng tương đối tạm ổn, không có đánh đổi. Chỉ có chỗ đó nó bị nước, hồi xưa nó lướt vô đầu cái miếng gỗ nó bị mục. Contract nè, thì contract này các anh chị và các bạn mình có lấy cái cũng research, mình cũng lấy mấy cái quote giá rẻ nhất. Bây giờ hiện tại cái nhà của mình là 14.160 đồng cho tất cả. Họ bao từ A to Z, họ thay mấy cái mé đồ strip á. Là gần cái mái nhà của mình nó xuống thì họ đóng cái miếng strip lại cho mình. Mới brand new. Màu thì mình tự chọn. Nó có một black, brown and white. White nghĩa là màu trắng, màu đen, màu nâu. Thì cái girder của mình thì màu trắng, và cái tường của mình phải để cái màu trắng cho nó tiệp vô. Thì họ thay rãnh này nè, mấy cái rãnh này nè là họ phải chạy một cái miếng giống như là cái miếng vinyl mà nó có cohesive giống như là keo với tho á, nghĩa là nó họ dán xuống. Rồi bên này là họ sẽ đóng cái miếng này, cái miếng này là cao su, miếng này cao su nguyên cái nóc nhà luôn cho nó chống ẩm. Thứ nhất là, hai là nó bị nước, nó không có bị
vô dột đó, rồi xong rồi họ mới đóng cái vai nào lên trước khi cái rãnh đó đó họ sẽ chát dầu hắt, cái rãnh nó phải chát dầu hắt trước, rồi trước thì họ đóng xuống á đó, cho nước nó đụng vô á đó. Thì mình cũng có thấy xem bạn bè của mình làm cái mái nhà rồi, mình thấy cái thằng con sát tờ này nó làm tương đối good, cái sách họ làm thấy nó có bài bản hơn phải không? Thì cái giá của mình thì hiện tại cái giá này 14.160 đồng, thì cái giá mình thấy nó rẻ nhất ở khi tất cả những cái khúc là mình gọi cho mấy người con sát tờ khác thôi, mà mình thấy cái thằng này nó làm tương đối tận tâm. Nó hẹn ngày nào tháng nào nó làm cho mình làm ngay giờ đó chứ không có delay. Thì quay một tí cho anh chị và các bạn xem cho mấy cách họ làm trên nóc nhà thôi, chứ leo lên đây nóng thôi mà nổi luôn, nhẹ nhàng mà lên tới đây rồi mình đứng cái chân của mình đó rung. Mấy người người ta làm người ta quen không sao, mình lên đây mình chưa có quen mà đứng này thấy cái chân mình rung, thấy không? Cái anh đó không, khi anh làm chặt cái máy dưới xong rồi thì cho cái máy thứ hai á, là anh phải dán cái miếng đó ra để thay dầu hắt vô chát lên, rồi anh mới đóng cái miếng cái nẹp lên cái miếng mà chồng lên đó, thì cho nước nó bị cho nước nó vô, tại cái đó nó có cái rãnh đi xuống, nếu mà không làm vậy á cơ hội nước nó vô nó nhiều hơn, những làm vậy nó đỡ, nó không bị. Và đương nhiên cái đó là làm cho an toàn thôi, tại ở dưới cái miếng đó đã có một cái miếng vinyl rồi. Trời đang mưa. Mới ra mưa giống như mưa. Amigo. Amigo, señor. Hola, amigo. Hola. Mấy anh xì này anh làm việc cũng thấy cũng tương đối lunch amigo, lunch. Kỹ. Lunch. Giờ tới giờ ăn chưa? Anh đi ăn chưa? Anh tới giờ lại làm tiếp.